Thưa quý vị và các bạn, lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí trung cơ quân hành, được cùng rèn luyện và trưởng thành trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của biết bao thế hệ người Việt. Lớp lớp thế hệ cựu chiến binh hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về với cuộc sống thường nhật, không khi nào quên truyền lại cho con cháu niềm tự hào to lớn đó và ghi nhận của phóng viên tại các địa phương trước ngày hội tòng quân. Những ngày này, cựu chiến binh Quảng Văn Hôm ở bản Lầu, phường Triềng Lề, thành phố Sơn La rất phấn khởi và tự hào khi cháu trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Từng trải qua quân ngũ, cựu chiến binh Quảng Văn Hôm luôn giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đất nước cho con cháu trong gia đình. Tôi đã nhập ngũ từ năm 73, thì chống Mỹ. Thế là bây giờ nhà em chuyển đến con đến cháu. Là gia đình có truyền thống cách mạng nên tấm gương của cha ông là niềm vinh dự và tự hào đối với em Lò Văn Sơn khi được khoác lên mình màu áo xanh người lính, được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Tôi rất tự hào khi gia đình có truyền thống cách mạng và tôi cũng từng trải qua một đợt nghĩa vụ quân sự và tôi sang đến năm 2023 tôi tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để phục vụ Tổ quốc. Không chỉ vận động tuyên truyền con em hội viên các cấp, Hội Cựu chiến binh còn chủ động phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá chất lượng khám tuyển mỗi năm. Cùng với đó là động viên tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cô chúc cháu ngày mai lên đường thì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế và là thanh niên thì chân cứng đa mềm, phát huy cái truyền thống của gia đình cũng như là truyền thống của phường Trường Đề cũng như là của Sơn La, thành phố Sơn La thì cháu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dạ vâng, cháu xin cảm ơn những thế hệ đi trước và cháu xin hứa sẽ cố gắng và hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó. Biết bao thế hệ người lính đã từng ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc và nay những cựu chiến binh trở về đời thường, họ vẫn trao truyền tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua đó góp phần tiếp lửa để thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào và biết trân trọng lịch sử, có ý thức và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thành phố đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần. Bên cạnh các phần quà của các tổ chức đoàn thể, mùa tuyển quân năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các xã phường đã vận động và trao tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ và làm nghĩa vụ công an nhân dân một sổ tiết kiệm trị giá 2 triệu đồng. Tuy giá trị không lớn, song thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Nêu cao vai trò trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với quê hương yêu dấu, Sùng A Dành, xã Vũng Lái, huyện Thuận Châu vừa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay. Rất vinh dự được tham gia nghĩa vụ quân sự của năm 2023 và cháu sẽ vào trong đấy cháu sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và các ủy xã và huyện được giao nhiệm vụ cho mình. Trước khi diễn ra lễ giao nhận quân vào sáng ngày 10 tháng 2, 166 tân binh được phổ biến luật nghĩa vụ quân sự, các quy định nội quy của các đơn vị, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh huyện và chương trình giao lưu văn nghệ cùng hành quân giữa mùa xuân chào mừng ngày hội tòng quân năm 2023. Những cuộc gặp mặt thân tình đã tiếp thêm niềm tin và tinh thần để tân binh Mùi Văn Thế ở bản Mường An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bản thân tôi đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ để đóng góp chức trẻ của mình để bảo vệ Tổ quốc trong môi trường quân đội, cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt. Trong số 122 tân binh lên đường nhập ngũ, có 85 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 37 tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Hiện nay đang đôn đốc thực hiện cái lễ giao nhận quân một cách nghiêm túc, đã hiệp đồng với lại các phòng ban ngành, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và nghĩa vụ quân sự xã đã đang làm công tác chuẩn bị, tổng duyệt và thực hiện tốt cho cái buổi sáng ngày 10 làm lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.